Tiết chờ gan giảm chuột rút, ngừa loãng xương, dùng cho trường hợp thiếu canxi. Ông là có bao nhiêu người yêu nhớ không? 3 người yêu. 3 người yêu. Rụng hết rồi, rồi còn có người yêu. Có 3 người yêu mà rụng hết còn mình bà đây thôi. Đi xanh Úc không có miếng cơm ăn, không có miếng nước uống, phải đi rót nước lạnh uống, rót nước con tên uống. Ông về ông không biết đầu đuôi, vẫn chửi. Nước nóng sao không uống mà để uống nước lạnh, không có miếng nào. Dọn hai bạn cơm chưa, cơm đâu ăn, có về cơm trái hả? Bây giờ cô có bằng lòng làm vợ tôi không? Tôi cũng không biết có kiếp sau nhưng mà tôi tin là chắc có. Có đôi lúc ông nói kiếp sau mà tôi còn nhớ, tôi gặp em, tôi kiếm em, tôi làm vợ nữa, tôi chạy bỏ dép tôi cũng chạy nữa. Vậy đó hả? Tôi nói vậy tôi chạy bỏ dép tôi cũng chạy nữa, tôi sợ anh đó. Thôi bỏ qua đi, giờ bà thương ông nhiều lắm luôn á. Về già như vậy thấy ổng giống em bé. Đúng. Lại thương nhiều. Giống như em bé vậy. Nhưng mà hỏi tôi dọn thì ăn, hỏi đứa con gái ăn Thảo dọn cho nó không ăn mày. À, bánh bò hỏng bánh tiêu không? Bánh bò gia truyền, bánh bò truyền thống, bánh bò béo, bánh bò ngọt, thơm ngon, bổ rẻ, rẻ thiệt là rẻ. Bánh bò đây 8.000 một cặp, 4.000 một cái, 8.000 bịch. Dạ. Trời ơi có tiền. Rồi, 8.000 hai cái. Dạ, lấy 2 bịch. 2 bịch hả? 2 bịch 16.000. Dạ. Thôi 4.000. Dạ, bỏ luôn hả? Dạ. Rồi, cảm ơn anh trai nhiều. Cảm ơn nha, thấy chưa? Mới bán bánh bò là có người bo 4.000. Cảm ơn nhiều. Bánh bò đây thơm ngon, béo, bổ, rẻ đây. Chào đón quý vị đến với chương trình Tình Trăm Năm. Tình Trăm Năm sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái nghề truyền thống của một cặp đôi tình trăm năm nha quý vị nha. Bây giờ mình chưa gặp cặp đôi đó đâu, mà mình gặp người đi bán bánh bò do cặp đôi tình trăm năm làm ra. Đó là con của cặp đôi đó, chính là chị Thảo. Xin mời chị Thảo. Rồi chào chị Thảo. Dạ em chào anh Quyền Linh. Bánh bò một ngày chị bán khoảng bao nhiêu cái vậy? Một ngày em bán khoảng 300 cái. 300 cái hả? Khoảng 150 bịch. Cặp này nhiêu? Dạ một cặp là 8.000. 8.000, coi những cái 4.000 đúng không? Dạ đúng. À, một ngày là chị đi bán với ai bán nữa? Có một mình em bán thôi. Ở nhà là ông bà làm đúng không? Ông bà bây giờ truyền nghề cho em làm luôn, chứ ông bà cũng không có làm nổi nữa. À vậy đó hả? Coi như nghề truyền thống gia truyền xưa giờ đó hả? Dạ đúng rồi ạ. Ông bà nay nhiêu rồi? Bà thì 75, còn ông thì 87. Bà tên gì? Bà tên Lưu Thị Trần. Lưu Thị Trần. Còn ông? Ông là Nguyễn Văn Đạo. Nguyễn Văn Đạo. Bây giờ thì nhà mình gần đây không? Nhà mình ở đường Võ Văn Ngân vô hẻm 142. Tiếp từ đây mình chạy xuống là nó sẽ nằm bên tay trái. Hỏi ông bánh bò em biết không? Ông bánh bò hả? Không hỏi tên được đâu, tên tao quên hết. Tao quên hả? Chứ tại vì bán hơn 40 năm rồi nên là tao chỉ biết là ông bánh bò thôi. Bán 40 năm. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi tình trăm năm, ông bà bánh bò. Xin mời quý vị. Rồi, chào chị. Ủa chị, nhà của cô Trần với chú làm bánh bò gì đó? Nhà xanh đó đó. Nhà xanh đó đó hả? À, có cây cao á. Rồi cảm ơn chị nha. Dễ sợ, nhà ông bánh bò nổi tiếng quá. Màu xanh. Dạ Quyền Linh chào cô. Dạ. Dạ con chào. Dạ con Quyền Linh. Dạ. Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mỗi gia đình. Thưa quý vị, bây giờ thì Quyền Linh đang có mặt tại ngôi nhà của ông Đạo và bà Trừng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện nha. Quyền Linh chào ông bà. Dạ chào. Dạ. Ông là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 87 tuổi. Ông 87 tuổi rồi. Dạ. Ông còn nhớ họ tên ông là gì không? Còn Nguyễn Văn Đạo. Nguyễn Văn Đạo. 87 tuổi con gì ông? Dạ. Con mèo. Con mèo. Phải không? Phải không bà? Không phải. Không phải à? Bà là năm nay bao nhiêu tuổi bà? Năm nay 75 mà cũng không nhớ tuổi gì luôn. Không nhớ tuổi gì luôn hả? Ông là quê ở đâu ông? Quê cũng ở đây. Ở đây từ hồi đó giờ luôn? Tức là ngôi nhà này từ xưa giờ? Cái này là của bên vợ tôi là Tam Bình, xã Bình Phú. À dạ. Bà là quê ở đâu? Tại đây luôn. Ở tại đây luôn. Ông ơi, ông là lúc biết yêu là bao nhiêu tuổi? Không biết. Không biết. Ông là có bao nhiêu người yêu nhớ không? 3 người yêu. 3 người yêu. Rụng hết rồi, bây giờ còn có người yêu. Có 3 người yêu mà rụng hết, còn mình bà đây thôi. Ông có mấy người con? 6 người con. Ông với bà có 6 người con hả bà? Không, 6 người con riêng của ông đó. À, 6 người con riêng. Là con lớn nhất là nhiêu rồi bà? Con lớn nhất là tuổi Sửu, năm nay là 64 tuổi. Nhỏ nhất là tuổi Tý đó. À, tuổi Tý. Ông có mấy bà? Nếu mà mình tính lên đầu ngón tay á thì là 3 người công khai đó. Hầu còn trẻ ông phong lưu lắm. Tại vì ông hồi xưa nói gắn là chưa hề biết ăn độn. Cái năm mà ăn độn quá trời bo bo lúa mì đó. À, vậy là ông sướng lắm. Ông rất là sướng, tại ông hầu đó là mình có thể dám nói là đại gia. Ông là chủ cà phê. Dạ. Rồi đến đổi mà con ông á, thằng lớn đi đâu người ta cũng kêu là công tử hết. Vì hầu xưa mà cái thời đó mà ông mà 1 chiếc đam với 1 chiếc 72 ông trùm mền á. Quá dữ luôn. Ông rất giàu mà đối nghịch lại là bà rất nghèo. Thì bà mồ côi. Lúc đó khổ lắm. Lúc bà khổ lắm bà làm gì? Làm công nhân, cái còn bà ngoại mà bả bị té cái bà liệt, bắt buộc phải xin nghỉ để nhà chăm sóc cho bả với một đứa em thần kinh. Thì phải ở nhà mới bán ơn trước như là mía riêng, đậu phộng này kia nọ vậy đó. Dạ. Cái con gái út của ổng mà sanh ra cái bị sản hậu vợ chết á, nó cứ lên nó mua đồ thì thấy con bé dễ cưng mà sau đầu bù tóc rối. Cái nói bù không ai chải con hả bé Lan? Cái nó nói dạ không. Cái nó thôi lại đây cô chải, cô thắt bính cho. Thì không biết nó là con ổng đâu, thấy con bé cưng thì cưng thôi. Cái mới chải rồi tắt bính xong mà ngày nào nó cũng lên nó mua mà không ngờ là ổng đưa tiền kêu mua. À, vậy ông để ý bà lâu rồi bà không biết đúng không? Không biết, chỉ cứ lo làm mà thôi. Rồi cái chụp cái bà ngoại chết, lúc đó là rất là khắc khổ mà ăn bo bo mà tính đầu người để xen kẽ 3 kg bo bo, 3 kg phê mì, 3 kg gạo vậy đó, tiền đâu mà chôn. Dạ. Ngồi chỉ biết khóc thôi. Mới về trong quê á, năn nỉ mấy cậu mấy gì, nói ra mà xuống lòng, cho con ít tiền con cho ngoại con cái hồn quốc danh cũng được. Ở trong nói giờ khổ quá tiền đâu cho con. Cái sau cái ổng mới lên ông nói cô ba ơi, hầu đó cô chôn ông bà má cô á bằng cái gì? Nói hầu tôi làm ra tiền tôi chôn ba má tôi mà hồn nhất chôn tôi không có tiêu. Ổng mới mở lời ông nói gì nè, cô ba ơi thôi thì để tôi lo cho cô ba cho có hiếu hen. Thì tôi không ngờ là ổng thương, tại vì ổng lớn tuổi hơn mình mà, với ông giàu mà ổng thương mình chi. Tôi nói chứ chú Tư có tiền không cho tôi mượn đi, khi nào tôi có tiền tôi trả lại chú được không? Ổng nói được. Thì ổng mới lo hết hòm rương. Cái chôn xong xuôi rồi, cái ngày mà gần mừng từng 3 tháng 10 ngày á, ổng mới nói một câu là cô ba ơi, số tiền mà chôn bà ngoại cô lớn lắm. Tôi nói thẳng là tôi thương cô tôi mới bỏ ra, chứ tôi không thương tôi không bỏ số tiền đó đâu. Bây giờ cô có bằng lòng làm vợ tôi không? Thì ngay cái ngày mừng tuần 3 tháng 10 ngày á, thì tôi mời ở chút ảnh bà con là cho biết là cô là vợ tôi. Tôi chỉ hỏi tới 3 người lớn tuổi lận chú Linh ơi, bây giờ người ta đưa mình vô vậy bà ngoại ơi con tính sau đây. Thì ba bà đó mới nói con ơi ba má con chết rồi coi như con trả hiếu cho bà ngoại đi, biết đâu nó lớn tuổi hơn con nó sẽ thương con thì sao nào. Cái tôi mới trả lời thôi được rồi. Thì đúng ngay ngày 3 tháng 10 ngày thì ổng cho tôi được 1 sợi dây chuyền, 1 đôi bông và 1 chiếc cà rá chứ không phải là nhẫn. Từ đó mới là làm vợ ổng. Ông đặt vấn đề lấy bà làm vợ và lúc bà cảm giác sao? Lúc bà có yêu không? Có thương không? Không có để ý gì hết á. Ấn tượng gì không? Không có gì luôn. Không có ấn tượng mà khi gặp ổng ở dưới nhà chị ổng thì kêu bằng chú Tư không à. Tôi từ chối, cái xong cái không cũng được thì thôi là chừng nào cô ba có tiền trả, tức là ổng đòi khéo. À. Thì tôi mới đi hỏi người ta nói vậy, cái tôi cái ngày đó tôi nói thôi được rồi tôi chấp nhận lấy chú. Ông nói ủa sao chấp nhận mà kêu bằng chú? Cái nói không quen. Cái ông nói thôi quen đi. Cái bắt đầu vợ ông mới cho, rồi ông mới về đây ông ở nè. À, tức là cưới đẹp về đây luôn. Lúc đó ông ở trên Long Khánh. Có đám cưới không? Dạ không. Không có luôn. Không có. Thật ra nếu có tiền để trả chắc bà không chịu ông đúng không? Không đâu. Dạ ông ơi, lúc đó ông thấy bà sao mà ông thương vậy? Ừ, thấy là bà cô đơn một mình nuôi mấy đứa nhỏ, mình có thể mình ở mình phụ với bà được. Lúc đó bà có mấy người con? Có 1 với đứa em thần kinh đó. À, đứa con riêng nữa, tức là bà đã có 1 đời chồng rồi, đứa con riêng. Lúc đó là Ông thấy bà đẹp không? Dạ, đẹp chứ. Đẹp chứ. Canxi Nectar Can giảm chuột rút, ngừa loãng xương, dùng cho trường hợp thiếu canxi. Năm đó là năm 79 hả ông hả? Năm ông là không năm... nhớ tôi bây giờ. Lấy ông là năm không nhớ. Cuối năm 77 đầu năm 78. Sau đó hai người không có làm đám cưới gì hết. Sao ông làm đám cưới với bà? Không, không có làm đám cưới, thương nhau ở nhau. Vậy đó hả? Ừ. Mấy vợ trước ông có làm đám cưới không? Hồi xưa cô cũng vậy. Cũng vậy luôn hả? Yeah. Rồi mấy người con ông có đồng ý để ông lấy bà không? Dạ đồng ý chứ. Đồng ý. Không đó, trong đám con ổng thì cái thằng lớn á, nó rất là người dễ thương, rất là ngoan, rất là dễ thương. Nó ở đây không với tôi không? Dạ. Tôi cứ vợ cho nó luôn. Dạ. Từ khi mà tôi lấy ổng, hình như tôi chưa hề biết cái ngày sinh nhật ổng có tiền, ổng cũng chẳng có tặng cho vợ một cái bông hồng. Cái người ta mới gửi, ổng bán á, người ta gửi cái bông hồng mà bằng vải mà làm khô á. Ông ơi, ông có tặng quà cho bà không? Ổng nói không. Người ta nói ông ơi, đem cái bông hồng tặng cho bà vui ngày phụ nữ á. Ổng đem về ổng tọt cho bao rác á. Cháu ngoại thấy cái ra nói, ủa cái bông hồng đâu đẹp quá, ngoại chọt vô bao rác vậy ông ngoại. Ông mới nói chứ con ta thì tao đem về tặng ngoại mày, bông hồng ăn gì vậy, tao chọt vô bao rác luôn. Trời đất ơi. Ủa nhưng mà lúc mà ông đưa bà về đây đó, ông thương bà nhiều không? Dạ, thương nhiều chứ. Thương nhiều hả? Thương mới đưa về đúng không? Dạ. Hả? Rồi ông có la bà không? Cũng không hả? Cái chuyện gì mít là mít là một chút à, hay lớn vô. Có bao giờ ông đánh bà không? Không. Có không anh? Có không anh? Có hay không rồi quên rồi. Nhưng mà có đánh này, đánh nhẹ không? Okay. Đánh nhẹ lắm hẹn anh ha. Bây giờ thì tôi cũng không có giận gì anh đâu, giờ tôi mới lo cho anh được đó. Đúng rồi. Nếu mà giận thì không lo được. Cái nào mà hỷ xả được thì hỷ xả, qua được thì cho qua. Tình nghĩa vợ chồng mà đằng này là mình là nợ chứ không phải là cái thương, mà mình mắc nợ mình phải trả cho người ta. Bây giờ 10 đầu ngón tay mình trả hết rồi, bây giờ có cái lóng tay út mà mình không chịu trả, mình không chịu bước qua truông thì tôi cũng không biết có kiếp sau, nhưng mà tôi tin là chắc có. Có đôi lúc ông nói kiếp sau mà tôi còn nhớ, tôi gặp em tôi kiếm em tôi làm vợ nữa, tôi chạy bỏ dép tôi cũng chạy nữa. Vậy đó hả? Tôi nói vậy tôi chạy bỏ dép mà dữ vậy? Chạy nữa, tôi sợ anh đó. Cái giai đoạn đầu là về ông có, ông nói ông rất thương bà mới đưa bà về mà. Vâng. Nhà này nhà cha mẹ tôi, rồi ông mới lấy mới về đây, ông ở Long Khánh. À tức là nhà của bà chứ không phải nhà của ông. Ừ. Ông với bà sống nhau là từ năm 77 cho đến bây giờ là mấy chục năm rồi. 40 mấy năm. 40 mấy, gần 50 năm rồi. Bà nhớ thử xem những cái lần nào mà ông thương bà nhất, hay là những lần nào bà ấn tượng, những cái gì mà ông dành cho bà. Tôi không ấn tượng gì hết. Tại vì sanh về ổng một cái áo chưa giặt cho vợ, không hề, cũng chưa nấu cơm cho vợ. Một kỳ tôi mang một ruột cái con nhỏ mà sanh năm mà 79 đó, thì ổng kêu tôi đi về Long Khánh á để đám dỗ ai tôi không biết. Thì tôi đi thiệp, tôi mặc cái áo ngắn tay vậy nè, màu xanh nữa. Mà ổng thì mặc cái áo khoác. Mà gió quá đi kia mà 5 giờ, tôi lạnh run luôn. Cái ổng hỏi lạnh hay gì, dạ lạnh. Chớ hề ổng cởi cái áo đó mà ổng cho vợ mặc khi vợ đang mang bầu 7 tháng. Không hề. Khi mà tôi lạnh quá rồi, tôi mới ôm ổng sát vô để lấy cái hơi cho nó ấm. Vậy là gần 50 năm qua gần như là bà chịu đựng hết. Coi như bà nghĩ rằng mình sẽ trả nợ cho ông với cái gì ông giúp cho mình ngay từ đầu đó. Bà có thương ông nhiều không? Dạ nhiều chứ. Nhiều hả? Bà lo lắng nấu ăn cho ông nè, giặt giũ cho ông nè, chăm sóc cho ông nè. Mấy chục năm rồi ông hả? 20 năm rồi. Ông giờ chắc quên rồi. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ chỉ sự đi lại ăn uống của ông là bà lo hết. Còn mấy người con của ông đâu? Mấy người con Túc Long Khánh á. À Long Khánh hả? Tức là gia đình của ông ở trên Long Khánh hết. Rồi bây giờ bà có về đến đó không? Khi nào mà nó mời đám cưới hơn gì về, nhưng mà từ khi 1 năm nay là không đi đâu hết. Đây là từ lúc ông lấy bà về là ở đây luôn? Ở luôn. Rồi bà với ông có đứa con chung nào không? Có, 2 đứa. Hai người con chung. Người lớn bao nhiêu tuổi bà? 79 á. 79. Rồi người thứ hai? Thứ hai là 81. Nhưng dạ. mà 81 nó vô phần mất cầu năm 2000 rồi vô luôn. Dạ. Còn mấy người con kia có thương bà không? Thương. Ăn mắm thì nó thấm lâu mà dạ. Nó từ từ nó đậm lại ừ. Thành ra nó thương. Bao nhiêu lần rồi, lần thứ tư hôm Tết nó quỳ xuống nó nói câu nè: má ơi, mốt chết cho con chôn nghe má, con xây kim tĩnh cho ba với má, tới ngay cho cái phần mộ đầu bước vô yeah. có chịu không má? Nhờ mồ luôn. Tôi nói trong thâm tâm má chị má không thích, má muốn thiêu. Từ nhỏ út á nó mới nói chứ để cho má suy nghĩ 3 ngày má trả lời. Bây giờ anh kêu má trả lời má không trả lời đâu. Cái nói vậy con về 3 ngày sau con điện má trả lời cho con nghe má. Đó là một hành động rất là gọi là hối hận đó bà. Dạ. Ở nhà tôi mới hỏi ổng: anh ơi, anh thích thiêu hay chôn? Ổng nói anh thích chôn, thiêu nóng lắm. Tôi nói chết rồi mà nóng cái gì. Rồi ổng nói nhưng anh thích chôn cho được. Rồi đúng cái ngày thứ ba để trả lời tôi nói: anh ơi, anh thích thiêu hay là chôn? Ổng nói anh thích chôn. Được rồi. Rồi bà trả lời cho con luôn. Tôi nói Nghĩa ơi, mua xây đi con. Má đồng ý. Tại nó hỏi tôi bao lần của các bụi trả về các bụi, con thích thì con chôn ba con, còn má các bụi trả về các bụi, phù du trả về cho phù du, thiêu. Có bao giờ bà tự nằm một mình bà khóc? Cái đó là thường xuyên. Cái đôi lúc tôi nói vậy nè: ra cầu mình trị luôn, mình đâu có biết lỗi, đâm đầu chết cho rồi. Tuổi thân hả bà hả? Tuổi. Tại vì nhìn nó sớm tuổi mình không nè, cái thấy chồng ta lo tuổi thế thôi. Đến nỗi mà báo sẵn ầu chậm mà khi xanh là Út á, không có miếng cơm ăn, không có miếng nước uống, phải đi rót nước lạnh uống, rót nước người ta uống. Ông về ông không biết đầu đuôi vẫn chửi nước nóng sao không uống mà để uống nước lạnh, không có miếng nào. Dọn hai bạn cơm chưa, cơm đâu ăn, có về cơm trái à. Thật ra cái chuyện ngày xưa chắc là không có hiểu nhau thôi. Còn bây giờ mấy đứa nhỏ, mấy người con á, họ lớn rồi chắc hiểu hết câu chuyện rồi. Thành ra nãy bà kể có câu chuyện cũng rất là cảm động, tức là con quỳ trước mặt bà đó ha. Đó, cái ông nói bà đồng ý chôn hả bà? Tôi, ừ. Nhưng mà tôi nói thiệt ông chứ nằm gần ông cho tôi run quá. Bà vẫn còn ám ảnh chuyện đó hả? Ám ảnh hoài. Ám ảnh thì ám ảnh, mà tôi là khuyên con nó như thế này với cháu ngoại. Dạ. Ông ngoại lỗi là lỗi với bà ngoại, không lỗi với tụi con. Mà nhất là bé Nghi không lỗi với con. Con bị mà gãy chân, ông ngoại chính ông ngoại cõng con đi để mà bó. Thì cái hiếu đó con phải trả. Tại vì á, cha ruột con không nay xa lạ đã bỏ con từ trong bụng mẹ. Mà khi sanh ra đời con chỉ mới chưa được tròn 2 tuổi mà ba nuôi con. Thì một hột cơm đó như một hột ngọc, thì con phải đền ơn cái hột ngọc đó. Chứ con không được quyền nói là ông ăn hiếp má tôi, đừng bao giờ như vậy, má không muốn. Còn ba quấy má thì coi như đó là cái ơn má trả cho ba. Quýnh thì mặt mày cứ 1 tháng 30 ngày bầm hết 20 ngày. Quýnh như lắm luôn bà hả? Ông cứ vô mặt ông thôi. Nhà là nhà của bà, ông thật ra ông ở rể thôi. Nhưng khi ông bạo lực gia đình như vậy đó, bà có quyền gọi là phản ứng lại chứ. Lúc đó thì chắc là bà cũng đâu có gì phải sợ ông nữa đâu. Nhưng tại sao bà lại chịu đựng như vậy, bà phải vẫn thương ông như vậy? Bà cứ suy nghĩ một câu của bà ngoại nói: bà người Tàu, ai bất cứ tụi bay, tao có 4 cháu gái, chấp nhận lấy chó thì phải theo chó, lấy mèo thì phải lấy mèo, cái gì phải theo gà, chứ không được quyền nửa chừng mà tách đôi lại dòng họ tao không có. Còn ở khi mà nợ người ta phải trả cho suốt đời, chứ đừng nói nửa chừng mà dứt dây chạy. Cái câu của bà ngoại cứ nhớ, mà trong khi mà đó là nợ chôn bà ngoại, thành ra không dứt được. Không nhận bà hay thật á. Thật ra bà chỉ vì câu nói của bà ngoại, một số nợ mà ông đã dành cho bà mà bà chịu đựng gần như gần 50 năm qua. Chứ con bé Thảo nãy á. Dạ, bé Thảo bán bánh bò đó. Đó, nó nói má. Rồi cái nơi nó cùng đó nó nói: chị ba, con không hiểu chị ba nghĩ sao mà chị ba lấy ổng tới giờ này á, chị ba chứ con coi giờ chạy mất rồi chị ba ơi. Cái tôi nói kệ nó con. Cái nó con công nhận chị ba chịu đòn hay á chị ba. Không bà hay đó. Bà chịu đựng nói với bà là chịu đòn cũng hay rồi đó. Rồi nó nói gì nữa nè chú Linh, hay con cái gì nè, con nói thiệt á, chồng con mà con ly dị cũng lý do mà cà chớn á. Còn đằng này ổng mới vừa quýnh má xong cái má đi chợ về, má nấu ăn, má ổng dọn lên mâm anh ơn cơm. Bây giờ là hai người con của bà chung ông bà là ở đây luôn. Một đứa nó ở Túc ở ngoài Hà Nội làm chứ. Hà Nội làm gì ngoài? Nó có chồng ở ngoài á. À, còn Thảo bán bánh bò. Người bánh bò là của ông hay của bà? Người là người bên ông ăn. À. Nhưng mà ông có cái hay lắm là ông có gian bán lắm. Ra ngoài đường ông nói ao nói ông hiền hết, nhưng mà về nhà ông là sư tử á. Sư tử á. Ông có bao giờ hung bà chưa? Hả? Có chứ. Có hả? Ừ. Bây giờ hung bà một cái đi nè. Ông là nãy giờ á, con không biết nhưng bà kể á là ông có lỗi với bà nhiều lắm á. Bà thương ông dữ lắm luôn á. Ông biết không? Biết chứ. Biết hả? Bây giờ ôm bà hung cái coi. Ôm bà hung cái coi. Thôi bỏ qua đi, giờ bà thương ông nhiều lắm luôn á. À, bây giờ là làm về già như vậy thấy ổng giống em bé. Đúng. Lại thương nhiều. Giống như em bé vậy. Nhưng mà hỏi tôi dọn thì ăn, hỏi đứa con gái con Thảo dọn cho nó không ăn này. Thì tôi xuống tôi dọn, tôi ngồi đó tôi canh cho ăn, ăn xong cái cho uống thuốc. Mà hỏi tôi đi lên cái ông nhả ông giục cái phạch. Cái tôi con Thảo nó nói má ơn trước sân nhà mình sao rồi con thấy cái gì đơm trắng vậy má. Tao nói coi chừng cứt chim đó con. Không phải má ơi, kỳ lắm, không có kiến luôn. Cái bữa tôi vừa sao tôi đi lên cái ông nhả cái phạch. Ông nhả cho thuốc cô lên đây cho ông uống nhiều nhả hết à. Cái tôi nói, thánh thần ơi, anh ơi nè, thuốc tĩnh mạch nè, thuốc tim nè, thuốc huyết áp nè, thuốc đủ thứ của anh nhả tiền đâu mua anh. Ông nói đắng. Ông về như con nít rồi. Ông phải nắm chặt tay bà kìa, nắm tay bà coi. Bây giờ kêu ổng là em bé không? Em bé đó. Đó nên đó, bà kêu... rất là thương ông luôn á. Thôi kiếp sau mình gặp lại nhau, ông sẽ thay đổi, biết đâu bà lại là người trụ cột, bà là chỉ đạo, chỉ huy là ông thì sao. Giờ phải tắm cho em bé nè, phải cho em bé ăn nè. Đó. Rồi, bây giờ mình mời ông bà xem đoạn video clip sau đây. Con chào mẹ, con cũng xin mẹ một sức khỏe và mẹ muốn mạnh khỏe và vui vẻ con tụi con và con cũng không phải đến không bị xảy ra. Được ơn mẹ và nói là con rất thương mẹ và con mong muốn mẹ luôn mạnh khỏe. Con chào mẹ, con cảm ơn mẹ vì đã mấy chục năm thì khổ nuôi tụi con. Cảm ơn mẹ, cảm ơn cha, bao nhiêu năm trời con có thương mẹ. Nhưng mà có nhiều lúc con cũng bất đồng với mẹ. Nên hôm nay nhờ chương trình này con nói thẳng là con thương mẹ nhiều lắm. Nhưng mà cái tính con thì hơi nóng. Con không có ngọt ngào như người ta. Nên là đôi khi con hay lớn tiếng. Có gì mẹ bỏ qua cho con nha mẹ. Thương mẹ nhiều. Con chúc mẹ nhiều anh sức khỏe, sống lâu với tụi con 100 tuổi. Thương cha mẹ. Nhờ cảm ơn chương trình này để cho mẹ mày nói với con thật lòng. Đôi lúc cũng buồn mẹ nhưng mà con cũng bỏ qua hết, con thương mẹ nhiều lắm. Bà thấy xúc động không khi con gái ân hận những gì đó? Mau tôi không trách chú Linh. Thật mẹ mình, mẹ sinh con ra tôi cứ nghĩ câu nè, có phước cùng không. Bây giờ người ta mà có phước, một đứa người ta cũng có phước. Nhưng mà vô phước, 10 đứa vẫn vô phước. Thành ra là tôi không trách. Tại vì mày á mà. Với là tôi nghĩ vậy nè. Hồi còn nhỏ mồ côi mà, xong tiêu thôn nhiều lắm. Ước chi một chiếc xe đạp thôi, không có. Đến bây giờ tôi mà làm có tiền tôi không dám xài. Rồi ông bà làm gì ra tiền? Cái rách cớp hồi xưa tới giờ để dành đó. À, bà có để dành một ít. Để dành. Dạ. Bây giờ gửi sổ tiết kiệm để lo cho ông với bà. Đó, lo cho tiền thuốc men đấy thôi. Đó, còn con bé nó bán thì cơm có bao nhiêu đâu ăn bao nhiêu. Con chúc ông bà khỏe thì khỏe nha. Một câu chuyện toàn là nước mắt không. Thật ra Quyền Linh là người ngoài cuộc mà nghe câu chuyện cũng đau lòng nữa. Nhưng mà chuyện đó qua rồi, nó qua rồi. Chúng ta kể vậy chứ con cháu những người mà cùng chung cảnh ngộ sẽ vượt qua những điều đó. Và nếu như những người đàn ông nào mà bạo hành với gia đình, với vợ mình cũng nên xem lại, không nên chút xíu nào cả. Bây giờ quên hết rồi để lo cho em bé. Em bé em bé Đạo. Dạ con chào ông. Dạ chào. Dạ chúc ông khỏe thì khỏe nha. Dạ. Dạ con chào bà. Dạ, chúc ông bà nắm chặt tay nhau. Bây giờ chỉ còn hai ông bà hữu nghị với nhau, tâm sự chia sẻ với nhau. Mà mong ông bà khỏe thì khỏe ha. À, chúc cho chị Thảo mua bán đất, bán bánh bò ngày nào cũng hết. Mình xà sống cũng nhờ một cái nghề bánh bò kéo dài tới giờ con mình nó bán mấy chục năm á chú Linh. Mình nổi tiếng á. Dạ. Ông bánh bò là ai cũng biết luôn á. Ừ. Có gì ông cũng nhớ rồi đó. Cũng nhờ nghề bánh bò đó ông hả? Ừ. Dạ. Bánh bò như bịch anh biết không? 1,8 ngàn. Đó, trời ơi nhớ luôn rồi. Giờ ông làm lại ông nhớ không? Nhớ. Nhớ nhưng mà bữa làm tới đâu mình nhớ tập tới đó chứ ô mà mình lý thuyết là quên. Ông có nhớ những gì bà lo cho ông không? Nhớ chứ. Bà lo cho ông gì nè? Rồi cơm nước rồi, quần áo rồi đi bán xe cộ. À. Nhưng mà 2-3 năm nay không có đi bán, ở nhà luôn. Bà lo hết. Ừ. Vậy bây giờ mà lỡ mơ mình dẫn xe ra một mình nó ngã đè mình. Bây giờ ông quay qua ông nói với bà đó, tôi thương bà nhiều lắm. Ừ. Tôi cảm ơn bà nhiều lắm. Tao nói thử đi. Ông nói bà vui lắm á. Tôi thương bà nhiều lắm, tôi cảm ơn bà nhiều lắm. Tôi thương bà nhiều lắm. Tôi cảm ơn bà nhiều. Sợ quá. Sợ quá. Chúc ông bà khỏe thì khỏe nha. Con chào tạm biệt ông bà nha. Dạ. Cảm ơn bà đã kể câu chuyện về mối tình trăm năm của ông bà. Nhiều nước mắt đấy. Dạ nhiều nước mắt. Đó là một trong những giọt nước mắt có thể làm cảnh tỉnh biết bao nhiêu gia đình, làm cảnh tỉnh biết bao nhiêu cuộc hôn nhân khác, biết bao nhiêu người đàn ông mà hay ăn hiếp vợ. Dạ. Nên tỉnh lại. Đàn ông không nên ăn hiếp vợ, phụ nữ cũng không nên ăn hiếp chồng. Cảm ơn quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện Tình Trăm Năm ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.